Do đất ở dưới này nó vẫn còn rất là ẩm nên mình không đưa vào rãnh các bạn. Nếu mà xin chào các bạn, sau những cái ngày mà thời tiết nắng hanh khô như này thì cái đất này khi mà mình có tưới về sáng, tưới về trưa nhưng mà chiều đến là nó vẫn khô trắng đó các bạn. Nó chỉ khô phía trên mặt thôi. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi để mình tưới cho những cây hoa thực dược trồng cho hoa vào Tết. Thì ở phía dưới là đất nó vẫn còn rất ẩm nên là mình không có đưa nước vào rãnh ở trên mặt này thôi các bạn, để bù lại cái lượng nước nó bốc hơi nước trong ngày. Còn ở phía dưới đất rất là ẩm nhưng mà mình không tưới bù như này thì cứ ngày nay nắng khô thì ngày mai lại càng ngày càng khô đi các bạn. Nên là trong ngày khi mà cái lượng nước gặp gió hanh khô nó bốc hơi nước đi thì mình sẽ bổ sung vào lúc chiều như này. Không nên tưới về tối các bạn, tưới về lúc chiều khi mà vẫn còn nắng như này này thì mình bổ sung nó vào. Các bạn chỉ nên tưới vào chiều chứ đừng tưới vào trưa. Tưới vào trưa vào sáng thì sau chiều nó cũng bốc hơi nước hết rồi mà. Chỉ khi nào khô quá thì chúng ta mới tiến hành tưới vào buổi sáng và buổi trưa. Còn mình cung cấp vào cái khoảng thời gian khoảng độ 16 giờ chiều như này là đất nó sẽ rất là ẩm. Thay vì tưới vào sáng vào trưa, đến chiều mà chúng ta không tưới lại về lúc chiều thì nó sẽ khô hết các bạn. Do đất ở dưới này nó vẫn còn rất là ẩm nên mình không đưa vào rãnh các bạn. Nếu mà nó khô thì mình mới đưa vào rãnh. Còn lúc này ở trên mặt nó chỉ khô mất khoảng độ mấy cm ở trên phía trên mặt thôi. Còn hầu như là ở dưới này vừa kết thúc đợt mưa vừa rồi nó sẽ rất là ẩm. Nên là việc đưa nước vào rãnh lúc này cũng không cần thiết. Ví dụ nó nắng hanh khoảng độ mấy ngày liên tục cơ mà mình thấy nó khô đất thì mới tiến hành bơm nước vào rãnh các bạn. Bơm nước vào rãnh không phải lúc nào mình cũng đưa vào rãnh được các bạn. Nếu mà ở dưới đất nó còn rất là ẩm thì tốt nhất là mình tưới bằng vòi sen, bù lại cái lượng nước nó bay hơi trong ngày. Thì không nên đưa nước vào rãnh lúc này sau khi cái trận mưa nó vừa mới kết thúc được mấy hôm. Nó chỉ bị ướt một chút xíu ở trên mặt này thôi. Mình chỉ cần tưới phun mưa như này một lúc thì nó sẽ lại đủ cái độ ẩm cho cái cây hoa được dược nó phát triển thôi. Tuy nhiên mình tưới bằng cái vòi phun mưa như này nó sẽ không tốt bằng mình đưa nước vào rãnh. Vì cái lý do là đất ở dưới nó vẫn còn rất là ẩm nên mình mới tưới như này thôi. Còn tưới như này nhiều thì nó sẽ làm chai cái bề mặt, chai cái bề mặt của cái luống hoa, nó sẽ làm cho cây hoa được việc phát triển chậm hơn do đất đóng váng ở phía trên. Nhất là thời tiết hanh khô như này, nếu mà chúng ta tưới sáng, tưới trưa sau khi mà nắng nó dọi vào nhiều giờ thì là cái bề mặt nó sẽ chai cứng rất là nhanh. Còn khi mà mình cung cấp vào cái lúc khoảng độ 16 giờ chiều như này, qua đêm thì thường thường đất nó sẽ lại vận lên, vận từ dưới lòng đất lên đến mặt luống. Nhưng mà thời tiết hanh khô như này nó vận lên cũng không quay lại cái trạng thái ban đầu được. Nên là mình vẫn phải bổ sung thêm một cái lượng nước nữa để cho nó ẩm các bạn. Nếu mà mình không tưới như thế này thì chỉ 3 ngày nắng hanh khô liên tục thôi là cái đất này nó sẽ khô trắng luôn. Nó sẽ khô trắng luôn và cây hoa được dược lúc đó là không phát triển được. Bề mặt trên thì cứng mà phía dưới rễ thì đất lại khô. Cập cái thời tiết hanh khô này chúng ta tiến hành tưới bổ sung vào tầm 16 giờ chiều. Cũng không nên lạm dụng tưới về chiều tối các bạn. Tưới về chiều tối thì nó sẽ làm cho cái độ ẩm nó cao. Nguy cơ là cái lấm phấn trắng nó sẽ xâm nhập vào cái lá cây hoa thực dược. Nên là mình sẽ cung cấp vào tầm khoảng độ 16 giờ chiều khi mà trời nó vẫn còn nắng. Thì đến tối đến thì toàn bộ cái lá cây này nó sẽ khô và nó chỉ ướt
lá khi mà sương nó xuống thôi. Và cái bề mặt của cái luống hoa đến tối thì nó cũng ráo đi, chứ nó không còn ướt đẫm nữa. Tình hình nó cứ hanh khô như này. Nếu mà đất nó khô quá thì phải đưa nước vào rãnh. Còn nếu mà đất ở phía dưới mà mình kiểm tra nó vẫn rất là ẩm, độ ẩm độ 80% thì chúng ta cũng chưa cần phải đưa nước vào rãnh. Khi nó khô thực sự thì chúng ta mới đưa nước vào rãnh thôi. Bởi vì nó vừa trải qua những cái ngày mưa thì cái rễ của nó cũng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mưa rét. Mình không để cho đất nó ráo lên một chút mà mình lại đưa nước vào, tiếp tục lại tăng cái độ ẩm lên 90-100%. Thì là cây hoa được dược ít nhiều nó cũng ảnh hưởng cái bộ rễ. Nhất là những cái ngày thời tiết lạnh về đêm như này. Đêm thì rất là lạnh các bạn ạ. Nhiệt độ ban đêm miền Bắc, đồng bằng sông Hồng đâu đó chỉ ở ngưỡng 16 độ thôi. Ban ngày thì nắng hai mấy độ đấy, nhưng mà tối đến đêm đến là nó rất là lạnh. Rất là lạnh. Nên là cây hoa thực dược mình phải cung cấp cho nó đủ ẩm. Khi mà nó đủ ẩm, khi mà đã đủ ẩm rồi thì chúng sẽ sớm phát triển thôi các bạn. Đấy, mình vẫn chưa tưới phân đâu các bạn, mới bón phân thôi, chưa tưới. Khả năng chiều mai thì mình sẽ tiến hành mình tưới cái phân đạm cho nó, tưới cho một lượt để cho cây hoa nó trẻ hóa ra. Chứ đợi ăn đến cái phân mình bón như này thì cũng đâu đó phải tuần nữa các bạn. Thì bón cũng hơi xa, sợ bón gần gốc cây nó bị chết nên là bón hơi xa các bạn. Bón cách gốc cây 10-12 cm. Thì khi nào cái rễ nó dài ra, nó chạm tới cái phân đó thì nó mới hấp thụ được. Chỗ này thì hôm nay mình mới bón này các bạn này. Hôm nay mới bón này nên là rất cần nước để mình làm cho nó tan cái phân ra. Thì khi mình bón được cái lượt phân mà mình lại tưới nước được như này thì là mình sẽ hỗ trợ được cái cây hoa thực dược. Khi mà rễ nó dài ra, nó chạm vào cái phân nó là cây hoa nó sẽ đẹp lên. Phía trong này hôm trước mình bón thì chắc là mưa gió thì cái phân nó cũng loang ra rồi. Ít nhiều chắc cây cũng hấp thụ được một ít rồi. Đấy. Bởi vì mình bón hôm đó là mình bón vào cái lúc mà thời tiết nó có mưa. Mưa thì phân nó tan ra, nó sẽ loang ra. Đấy. Còn những cái chỗ này thì mình mới bón này. Mới bón thì mình cần phải tưới như này để cho nó cái phân, để cho cái phân nó sớm tan ra, nó loang ra. Nó loang ra thì cái rễ nó chạm vào phân thì nó sẽ phát triển thành cây. Nên là cái thời tiết tháng 10 này của miền Bắc là nó thường thường nó hay hanh khô, ngày thì nắng mà đêm đến thì là sương muối và rất là lạnh. Nắng gió đất nó rất là nhanh khô. Nếu mà cái đợt vừa rồi nó không có những cái đợt mưa ẩm ướt thì mình sẽ đưa nước vào rãnh rồi các bạn. Cấp bù thêm một chút cái bề mặt ở phía trên này khi mà gió hanh khô nó làm cho khô thôi các bạn. Tưới như này này, tưới vào chiều thì nó sẽ tốt hơn. Còn tưới về sáng về trưa thực ra nó chỉ nhìn nó ướt lúc bấy giờ thôi. Nhưng mà sau 1-2 giờ thì nó sẽ khô hết các bạn. Cây cũng đang phát triển rất là đẹp rồi đây các bạn này. Đấy, bây giờ chỉ cần tưới cho nó một chút đạm vào đó thôi. À, chúng sẽ trẻ hóa ra lên khoảng độ 2-3 cặp lá nữa là đến lúc cắt xử lý ra hoa vào Tết là vừa. Khả năng tình hình hanh khô như này thì mình sẽ chỉ cắt một lượt thôi các bạn. Gió mùa Đông Bắc nó hanh khô như này, nắng như này thì đêm nó có sương thì cây hoa thực dược nó sẽ chậm phát triển hơn. Đối với những cây hoa tốt thì nó sẽ phát triển nhanh. Còn đối với những cây hoa nhỏ nhỏ như này thì nó sẽ phát triển chậm hơn. Khi nó phát triển chậm hơn thì mình sẽ không có cơ hội cắt ngọn hai lần để cho ra nhiều cành. Và mình chăm sóc cho nó thân nó mập, nó tốt lên một chút.
thì cuối tháng 10 này mình cắt một lượt thôi. Nếu mà cắt được hai đợt thì cây nó sẽ đồng đều hơn, nó sẽ cho mình nhiều cành hơn. Bởi vì trong quá trình mình cắt ngọn để mình xử lý, không phải là cây nào mình cắt một lần mà là cũng cho mình 6 cái mầm, 6 cái cành hoa đâu. Đấy, cũng có cây thì mình để 3 cặp lá thật, nhưng nhiều khi nó chỉ lên được khoảng độ 3 cái mầm, 4 cái mầm thôi. Cũng có một số mầm nó đuôi nó không lên được ấy, nó không mọc được. Mai thì mình sẽ tiến hành mình tưới phân đạm cho nó. Buổi chiều nay mình tưới cho một lượt như này, thì qua đêm cái đất này nó sẽ rất là ẩm, bù lại cái lượng nước mà nó đã bốc hơi trong ngày. Giờ này thời tiết miền Bắc chắc là cũng phải lắng dài ngày lắm các bạn ạ, chắc cũng phải lắng hàng tuần liền. Thôi, video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.